Mỗi đầu tay nha anh em, rèn luyện nắng mưa 2 ngày, bữa nay ra lụm được anh em gần nhà anh em. Bữa đầu tiên cho cắn chơi nè, vậy là lên luôn rồi. Em ngồi lúc đằng kia kìa, điện thoại em để đằng đây kìa. Mà em đâu có quay được điện thoại, em dung lượng yếu lắm anh em ơi. Chứ bắt mỗi là quay cho anh em xem chơi gì thôi chứ. Nói chung về tới là đi gài mồi không là máy là hạn chế hết quýnh máy anh em ơi. Giờ chỗ em giờ là rảo rảo cứ nghe kêu là dắt đi, kêu là dắt đi anh em. Giờ này 4 giờ hơn rồi. Con này sáng em hồi qua ngó người chỉ anh em. Cắn phát nữa coi. Mồi coi về chứ cũng chưa có căng dữ lắm. Bắt đầu dính bữa nay là ngày mai là em ngưng thúc mồi rồi vô giữ lên nữa. Đầu tiên làm được con là khởi đầu mùa mồi nha anh em. Thôi chào mấy anh em ha.